chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc và cả công ty nữa. Chị, có phải là hôm qua sếp kêu chị vô phòng là vì chuyện này đúng không? Từng đêm trôi rất nhẹ nhàng để cho anh chờ mong. Em xin lỗi chị vì những tin đồn này mà ảnh hưởng đến chị. Chị, chúng ta trong sạch, mặc kệ người ta muốn nói gì nói. Chị, chúng ta biết mình trong sạch thôi, chưa đủ đâu. Vậy thì bây giờ chị muốn phải làm sao? Cô ấy nghĩ về mình như thế nào ta? Có lẽ cô ấy không có tình cảm với mình đâu. Tốt nhất là mình nên chấm dứt chuyện này đi. Ok, mình đi em. Rằng anh yêu em, rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh đã lừa dối anh. Người ơi, anh luôn nhớ em. Tình yêu nào không hận, tình yêu nào không buồn, để cho con tim con chút nhớ nhung. Mùa xuân nào qua rồi, người nay con hững hờ. Hãy xóa hết đâu. Không được, mình phải nói cho Nhã Hân biết tình cảm của mình mới được. Đêm nay khởi với Nhã Hân, em có chuyện muốn nói với Hân. Hân xuống gặp Nam đi. Nam chỉ muốn gặp Hân để nói chuyện một chút thôi. Hân mở cửa cho Nam đi. Không được đâu, khuya lắm rồi. Có chuyện gì sáng mai lên công ty rồi nói. Không được, chuyện này không nói ở công ty được. Nam phải nói cho Hân nghe ngay bây giờ. Nếu như Hân không xuống thì Nam sẽ đứng đây cho tới khi nào Hân mở cửa thì thôi. Chị không xuống đâu, chị không muốn nghe gì hết. Em về đi, trời đang mưa. Dạp mưa bệnh đó. Được rồi, Nam cho Hân 5 phút. Nếu như Hân không mở cửa thì Nam sẽ bấm chuông và gõ cửa đó. Em đừng trẻ con như vậy. Bé Na đang ngủ. Nam có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì Nam nói đi. Hân mở cổng đi. Hân mở cổng thì Nam mới nói chuyện được. Nói chuyện thôi mà, đâu cần phải mở cổng đâu. Người Nam ướt hết trơn rồi nè. Chẳng lẽ Du Hiên này đứng nói chuyện một chút cũng không được hay sao? Hân mở cửa đi mà.
kẽ hơn. Nam không ngủ được, lúc nào Nam cũng nghĩ về Hân. Tất cả những trò Nam bày ra chẳng qua là Nam muốn cho Hân chú ý. Tại sao Hân lại lạnh lùng như vậy chứ? Hân à, Nam yêu Hân. Không được đâu. Tại sao lại không được? Chị chỉ coi em như một đứa em trai thôi. Em đừng ngộ nhận tình cảm của mình. Nam không ngộ nhận. Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao mà được? Hân hơn Nam gần chục tuổi. Nam chỉ là một cậu con trai mới lớn thôi. Nam đừng có nói những chuyện như vậy, không có cơ sở. Nam về đi. Hân, Hân đừng có tự lừa dối mình nữa. Chẳng phải là Hân rất quan tâm Nam đó sao? Xin lỗi, vì đã để Nam hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ý gì với Nam hết. Từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với Nam. Không, không, không phải như vậy. Nè, hãy nhìn thẳng vào mắt của Nam nè và trả lời cho Nam biết. Ở bên Nam, Hân có vui không? Tôi nói như thế nào thì Nam mới hiểu đây. Tôi và Nam là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi là một người mẹ đơn thân, còn Nam chỉ là một cậu con trai mới lớn, còn nông nổi, bồng bột. Chưa kể Nam còn là nhân viên của tôi. Nam đừng làm tôi khó xử. Chúng ta còn phải làm việc với nhau nữa chứ. Không, Hân đang nói dối. Vậy Hân muốn gì ở Nam? Nam sẽ làm mọi thứ để phù hợp với Hân. Hân nói đi, Nam sẽ làm tất cả gì Hân. Nói đi. Nam thôi đi, Nam đừng có cố chấp nữa. Nam nghe cho rõ đây, tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với Nam hết. Nếu Nam vẫn tiếp tục như vậy, tôi sẽ yêu cầu công ty chuyển Nam ra khỏi phòng kinh doanh. Nam nghe rõ chưa? Tôi đã nói xong chuyện muốn nói rồi. Nam về đi. Hân,
Khi nào khách hàng bên Vĩnh Thịnh tới thì em báo cho chị nha. Chị nhà Hân, tối chị nhầm mưa hay sao mà bị cảm vậy? Không, chắc do thời tiết thay đổi. Alo. Chị Nhã Hân đây. Nghe nói em bệnh, em không sao chứ? Dạ, em không có sao. Vậy mà còn nói không sao nữa. Thật ra em chỉ bị cảm nhẹ thôi à. Em đã uống thuốc chưa? Dạ, em uống rồi. Em có thể ra cổng được không? Được. Nhưng để làm gì? Chị tới nhà em hả? Đừng hỏi nhiều quá, ra đi. Nè Hân, có chuyện gì vậy? Sao bà không ăn đi? Đồ ăn không ngon à? Vẫn đang ăn đây mà. Hình như bạn tôi đang suy nghĩ chuyện gì thì phải. Có chuyện gì tâm sự với tôi đi. Ừ? Nè, người ta nói á, buồn mà được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa đó. Còn khi vui mà chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi đó. Làm gì có chuyện gì mà chia sẻ. Hay là có anh nào đang có ý định tán tỉnh bà đó? Nhìn mặt bà là tôi nghi lắm á. Bà hay quá ha. Nhìn mặt mà biết người ta nghĩ gì luôn á. Đương nhiên rồi, tôi là bạn thân bà mà lại. Thôi, kể tôi nghe đi, năn nỉ mà. Thì dạo này có một người bạn thích tôi, chỉ vậy thôi. Vậy thì bà có thích người ta không? Không, tôi chỉ coi như em thôi. Em, tại sao lại coi như em? Cậu ta nhỏ hơn tôi gần chục tuổi mà. Nhưng có vẻ chững chạc và già trước tuổi. Phi công hả? Nghe có vẻ bà cũng thích cậu ta rồi, có đúng vậy không? Bà tào lao quá đi. Nè, làm chung phòng hả? Có tới nhà chơi. Rất hợp với bé Na. Và cũng quan tâm lo lắng cho hai mẹ con. Vậy là bà có thích phi công rồi. Nhận đi. Tôi đã nói là không có gì rồi mà. Tôi chỉ coi là đồng nghiệp thôi. Phi công. Bạn tôi thích phi công. Bà già nổi cơn thích phi công. Bạn thêm cái gì tôi kêu cho ha. Em ơi, cho chị gọi món đi. Thôi, đừng có đánh trống lảng nữa bạn ơi.
Hả? Không có gì sao bà lại đỏ mặt gì chứ, đúng không? Phi công cái gì mà phi công? Bà không nghe tôi nói hả? Cậu ta nhỏ hơn tôi gần cả chục tuổi đó. Vậy thì có sao đâu. Ê, bữa nào rủ chàng phi công đi uống cà phê đi. Cho tôi gặp mặt thử coi. Thôi thôi, tha cho em úp đi bà. Rủ đi mà, rủ đi. Thôi đi bà, bữa nào thử rủ ra coi. Hả? Dạ, dạ thứ bạc mời qua. Dạ có mời tạc ngôi. Bà còn mang kẹo cà chép cho con đây nè. Con ăn đi cho khỏe. Dạ, con làm phiền bà quá. Bà không cần phải mang thức ăn hàng ngày quá cho con mua ạ. Kìa con, đừng còn ngại. Con cần phải bồi dưỡng tập bộ để khi sinh con ra nó được khỏe mạnh cho con. Dạ. Cảm ơn chị đã đối xử tốt với con gái tôi như vậy. Mà tôi biết là chị muốn tốt cho đứa cháu của mình, nhưng tôi nghĩ chị không nên quá tốt với con gái của tôi như vậy. Nó với Trọng Hưng không có danh phận chi cả. Nếu chị muốn danh phận cho Quế Chi thì sẽ có danh phận. Trọng Hưng sẽ cưới hỏi nó đàng hoàng mà chị. Nhưng mà con tôi không có mặt mũi nào khi mà con gái của mình đi phá hoại gia đình của đứa bạn vợ học trò, rồi đường hoàng bước vào nhà người chồng bàn cũ như vậy. Dù sao thì Trọng Hưng nó cũng đã ly hôn rồi. Duyên nợ của nó với vợ nó đã hết. Về mặt luật pháp, Quế Chi không có làm chí sai cả. Tài răng chị là mẹ mà chị cứ ngăn cản những điều nó muốn làm nữa. Tôi biết tính con tôi. Nó không dễ để có một cuộc sống thanh thản sau khi đã làm một chuyện tai đình như vậy. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tài răng chị lại cay nghiệt với chính con gái của mình như rửa. Dĩ nhiên là tôi yêu nó hơn chị, vì tôi là mẹ nó. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng loại với nó. Trong chuyện đi, răng chị không cho Quế Chi nó có ý kiến của riêng mình. Tại răng chị cứ muốn áp đặt con cái theo ý của mình rửa. Vậy con nó đi Quế Chi, chuyện con với Trọng Hưng sẽ giải quyết như thế nào đây? Dạ thưa mẹ, thưa bà, con xin lỗi. Tất cả chuyện này là do con gây ra, cho nên con không xứng đáng để được thừa nhận. Kìa con. Dạ mẹ. Con tính đi đâu vậy? Không ăn cơm hả? Dạ thôi, con phải ra ngoài. Mẹ ăn cơm với ba nha. Ừ. Dạ. Nè. Dạ. Mà con đi gặp ai sao ăn mặc kỳ cục vậy? Ủa, bộ nhìn kỳ lắm hả mẹ? Không, nhưng mẹ nhìn thấy nó lạ. Thôi con đi trước nha. Ừ. Nè ba, tới giờ cơm rồi mà nó đi đâu vậy? Ai biết nó. Mà bữa nay tôi thấy nó có triệu chứng dở hơi rồi đó nha. Hôm qua nó đi đâu tới 5 giờ sáng mới về. Người ngợm á, thì gớm như chuột.
Mà bữa nay á thì giống như là thanh niên nghiêm túc vậy. Thật hả? Sao bà không nói sớm? Để tôi coi nó như thế nào. Thì lát nó về á, rồi ông coi. Con trai của bà thành thanh niên nghiêm túc, bà không mừng hả? Để rồi coi. Được mấy bữa. Alo. Anh lên đây tôi nói chuyện. Trời. Từ giờ á, anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi có gặp chuyện gì á thì kệ tôi. Tôi không thích cái kiểu mà hả cưa cẩm rồi cái đi theo tôi á cứ như lặng trộm vậy đó. Ủa, thì cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, ai biểu cô quan tâm tôi làm gì? Anh mà còn đi theo tôi nữa hả? Thì tôi sẽ chuyển qua đi bằng taxi đó. Thì thôi. Nhưng mà một tuần cô cho tôi gặp cô uống cà phê 3 lần, rồi ăn chè 3 lần đi. Chứ không gặp tôi nhớ chịu không có nổi đâu. Điện thoại anh có chụp hình không? Có. Ủa, làm gì? Nè, tôi cho anh chụp hình thoải mái luôn. Khi nào mà anh nhớ thì anh lấy ra mà coi. Trời, nghĩ sao mà cua tôi mà đuổi tôi đi uống cà phê, ăn chè. Tôi đâu có phải là con nít cấp 2 đâu. Ủa, vậy chứ thầy muốn đi đâu? À, không lẽ đi ba đúng không? Chính xác. Nói bao nhiêu đây là đủ rồi ha. Thôi, tạm biệt nha. Bye bye. Anh hiểu em, hành xử như vậy như một người có nhân phẩm và lòng tự trọng. Nhưng mà em đang mang thai, em nên giải phóng mình khỏi những ý nghĩ tội lỗi. Đứa bé là con của anh và em, nó không có lỗi gì cả khi sinh ra trên đời này. Em... Lúc mà gọi điện thoại cho anh, mà nói hết những bức xúc, anh cũng rất hiểu em đang nghĩ gì. Thật bất công, khi em thật may mắn còn nhà hơn thì bất hạnh. Chính em đã cướp đi may mắn của cô ấy. Anh xin hứa, anh và em sẽ bù đắp cho mẹ con nhà hơn. Anh không bỏ rơi bé Na, cũng như không bỏ rơi được con trong bụng em. Nếu như em đồng ý, chúng ta sửa sai được chứ? Chứ rửa được hả anh? Được, chắc chắn là được. Em lạc quan lên nhé. Nếu như em ở gần anh thì tốt biết mấy. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em tốt hơn. Chuyện đó thì bây giờ chưa được. Khi mua mà em muốn, anh sẽ đón hai mẹ con em vào trong đây. Sẽ suy nghĩ thêm. Thank you.
Dạ. Dạ, dạ, dạ. Chị Hân. Hử? Anh Nam, hai người xuống phòng, sếp Khánh cần gặp ngay á. Ờ. Em với Bảo Nam đi miền Trung lo vụ này giùm anh, phải cố gắng thắng được đơn hàng này nghe. Lấy được là mình có hàng đều đều hàng tháng đó. Dạ, sếp cho em đi với Dũng hoặc là Sĩ được không ạ? Tại sao? Nam bận đi không được hả? Dạ. Dạ con đi được ạ. Tốt lắm. Vậy thì hai người thu xếp công việc rồi khởi hành đi. Dạ. Thôi hai cô cậu đi đi. Dạ. Vậy con với nhà Hân xin phép chú ạ. Ừ. Vậy em chào sếp ạ. Cô trực tiếp theo dõi lô hàng này giúp tôi. Đây là mối làm ăn lớn, tôi không thể tin ai ngoài cô. Dạ. Trong đây có hai lô hàng với quy cách giống nhau. Đây là lô sang nước Đức, còn đây là lô sang Pháp. Cô phải lưu ý để tránh nhầm lẫn. Dạ, em biết rồi. Em sẽ thận trọng, anh cứ yên tâm. À, tốt rồi. Còn chuyến đi Nha Trang, cô và Bảo Nam đã sắp xếp xong chưa? Dạ, rồi ạ. Đầu giờ chiều em với Bảo Nam sẽ đi. À, tốt rồi. Tranh thủ đi sớm về sớm. Có điều này tôi cũng hỏi trước, khách hàng này cũng khó tính lắm. Dạ. Cô ráng lựa lời mà thuyết phục họ. Em sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Em chào sếp ạ. À. À vậy à. À được rồi. Chú, con có chuyện này muốn hỏi chú. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau. Chào anh. Lại có chuyện gì nữa đây? Có phải á, chú sai Bảo Nam với chị Nhã Hân đi Nha Trang đúng không? Đúng rồi. Sao chú không kêu Dũng hay Sĩ đi mà chú phải kêu Bảo Nam đi vậy? Bảo Nam là người mới, kinh nghiệm chưa nhiều, nên chú muốn Bảo Nam theo Nhã Hân để học hỏi. Với lại Bảo Nam cũng có mấy khách hàng mới ở Nha Trang, sẵn dịp này cậu ấy ghé thăm khách hàng luôn. Con nổi giận đùng đùng chỉ để hỏi chuyện này thôi hả? Dạ, con muốn làm rõ chuyện này thôi. Thật ra đây là ý của chú hay là ý của chị Nhã Hân? Nhưng mà bây giờ chú đã nói vậy á thì thôi con đi đây. Hơi, khách hàng này thiệt là phiền phức. Một hai bắt mình cam kết chính xác thời gian vận chuyển, làm phải ngồi phân tích từng ly từng tí, tốn thời gian gì đâu á. Tại họ không hiểu, mình phải giải thích cho họ hiểu. Nói chung, đó là nhiệm vụ của mình mà. Ờ, cũng may là cuối cùng cũng ký xong hợp đồng. Ờ, nhưng mà giờ này á, về Sài Gòn là trễ lắm đó chị. Nè, chị có cần gọi điện về cho bé Na không? Lúc đầu chị có gọi điện kêu Lâm qua ngủ với bé Na rồi. Chị hứa với nó là khoảng 8 giờ về. Nhưng kiểu này chắc là không kịp. Chị sợ nó trông không chịu đi ngủ thôi. Ừ. Mà nếu muốn nhanh hơn á thì em nghĩ là mình phải đi đường tắt đó chị. Mà em có biết đường không đó? Trời, bây giờ có GPS mà lo gì chị. Nhưng mà em nói trước nha, đi đường tắt á là sẽ hơi vắng lắm đó. Ý chị sao? Chị chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Em tính đường nào tùy em. Vậy là chị có cách mình đi đường tắt thôi. Chị yên tâm đi, khoảng 9-10 giờ là mình có mặt ở Sài Gòn rồi.
coi kỹ coi có đúng đường không? Sao càng chạy càng vắng vẻ vậy? Có GPS mà chị. Hồi nãy em nói với chị á, đi đường tắt là sẽ vắng như vậy đó. Xe không nổ máy rồi. Làm sao bây giờ? Ở đây vắng như vậy, làm sao tìm người giúp được? Cái xe này tự nhiên hôm nay không biết dở chứng gì nữa. Tình hình này á, chắc là phải chờ tới sáng thôi chị. Nè, chị thấy mệt á thì lên ngủ chút đi, em canh cho. Chị chưa buồn ngủ đâu. Chị nè, chị lạnh hả? Chị lên xe ngồi cho ấm. Chị lên đi. Lần đầu tiên em được ở gần chị như vậy, em phải ngắm cho thật kỹ mới được. Giờ này em còn giỡn được nữa hả? Em không có giỡn, em nói thiệt. Đúng ra trong hoàn cảnh này thì em phải lo mới đúng. Nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy rất vui. Em điên hả? Xe bị sự cố mà còn vui là sao? Em vui là vì sự cố của xe, và vì chiếc xe bị hư như vậy nên em mới được gần chị nhiều. Bây giờ em chưa, em ước sao trời đừng sáng. Em không muốn bị mất giây phút này. Em đừng có như vậy nữa. Chị đã nói rất rõ với em rồi. Sao tới giờ này mà em vẫn chưa chịu hiểu vậy? Người không hiểu chính là chị, chứ không phải là em. Chị dám nói là chị không có một chút cảm giác nào với em không? Chị không có cảm giác gì hết. Nhưng dù là có cảm giác đi nữa thì đó cũng chỉ là cảm xúc nhầm lẫn thôi. Em làm gì vậy? Tất cả những gì em nói, những gì em làm là điều xuất phát từ chỗ này, thì làm sao mà nhầm lẫn được? Tại sao chị lại không dám thừa nhận? Tại sao chị cứ mãi trốn tránh vậy chứ? Vì chúng ta đều biết rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Đã biết không có kết quả rồi thì cố gắng làm gì? Bảo Nam à, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa. Giờ là lúc chúng ta cần đến lý trí để khống chế trái tim. Không, bất cứ điều gì xuất phát từ trái tim thì hãy để cho trái tim quyết định.
Ủa kỳ ta, bây giờ là 8 giờ rồi mà sao chị Hân với anh Nam còn chưa đi làm nữa? Không lẽ hai người đó chưa về ta? Đúng rồi đó. Không biết có chuyện gì không? Giờ này á, chắc họ cũng sắp về tới nơi rồi. Chắc không có sao đâu, mọi người đừng có lo. Ừ, chắc không có gì đâu. Ừ, cũng mong là vậy. Thì tại em thấy hai người chưa đi làm cho nên em mới hỏi vậy. Thôi thôi, hai người đừng có đón già đón non nữa được không? Lo tập trung làm việc đi kìa. Dạ. Dạ, em biết rồi. Dạ dạ. Nam điện thoại báo với sếp về chuyện tai nạn rồi. Sếp cũng nói là mình cứ nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy đi làm. Hân ráng ngủ thêm một chút đi nha. Tại vì đêm qua Hân có ngủ được miếng nào đâu. Nhé. Vậy thôi Nam chúc Hân ngủ ngon nghe. Được rồi. Bye. Thua keo này ta bày keo khác. Phân chứng lên coi. Nè. Ê, làm gì buồn dữ vậy? Biết bao nhiêu công sức tiền bạc á đổ dùng hết vào dự án phim ngắn này, cuối cùng tan thành mây khói, mà còn để là một món nợ của bà chị á, chưa có cách để mà trả nữa chứ. Tiền á thì tôi không tiếc, nhưng mà tôi chỉ tiếc là công sức và hy vọng của mọi người thôi. Thôi thôi, tỷ lệ mình chọn thấp thì phải chịu chứ sao. Uống nước đi, uống nước đi. Uống đi, nói buồn nói. Tao vẫn cảm thấy không phục. Chấp bằng cách mình chọn vậy thì sao công bằng giết tụi mình cho được. Quy định của cuộc thi rồi mà, mình tham gia phải chấp nhận thôi. Thôi thôi thôi, thất bại là mẹ thành công. Không được ngãn, không được bỏ cuộc. Ok, ok, ok. Từ thất bại lần này, tụi mình sẽ quyết tâm làm những sản phẩm hoàn hảo hơn nữa. Chính xác, mày nói đúng. Nha. Nhất trí. Nhất trí. Thôi, bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi, mình bàn công việc mới. Ok, phải vậy mới được chứ. Đúng là tuổi trẻ. Mà chị sắp tới là chuyện gì vậy? Thì chuyện gì? Bàn cách kiếm tiền trả nợ chứ gì. Trời ơi. Mày hay thiệt. Chào các em. Chào chị. Ủa, chị bây giờ rồi kìa. Khỏe không? Chị em nghe nói hôm qua chị với anh Bảo Nam bị tai nạn phải không? Ủa, mà hai người có sao không vậy? Ngoài cảnh phải chịu màn trời chiếu đất giữa đồng trống, còn lại mọi thứ thì không sao. Dạ, trời đất ơi,
may mà có anh Bảo Nam á, nếu không sợ đến chết luôn đó chị. À, vậy thôi các em làm việc nha. Dạ. 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 Chào mọi người. Ồ, Đáp. Chào Đáp. Kiều. Dạ. Em kiểm tra lại lô hàng này trước khi xuất nha. Đây là lô hàng xuất đi Pháp. Dạ. Còn đây xuất đi Đức. Mọi thứ, thủ tục, giấy tờ chị đã làm hết rồi. Dạ. Nhưng đây là khách hàng lớn, em nhớ phải cẩn thận trước khi xuất nha. Dạ, em nhớ rồi chị. Chào mọi người nha, làm gì trước đi. Bye bye. Chào anh. Cái gì? Anh mới nói cái gì? Anh gọi chị ấy là Nhã Hân. Hai người. Thôi, mà tóm lại em đừng quan tâm đến chuyện của tụi anh. Vậy nha. Chị ấy giỏi thiệt. Chị ấy biết cách dèo kéo đàn ông quá ha. Thử. Em không được nói Nhã Hân như vậy. Dạ, con không có. Con đâu có nói dối mẹ khi nào chứ.